Lương Khiết, nàng thơ thế hệ mới, bị nghi ngờ hủy hôn vì bạn trai lăng nhăng. Lương Khiết sinh năm 1994, quê quán tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Lương Khiết có ngoại hình xinh đẹp, ngọt ngào, tính cách vui vẻ, cởi mở, chịu thương chịu khó, khiêm tốn lễ phép. Từ khi vào nghề đến nay, cô luôn chăm chỉ trau dồi kỹ năng diễn xuất, không ngừng thử nghiệm các thể loại vai khác nhau, khai thác tiềm năng của bản thân. Từ nhỏ, Lương Khiết đã được cha mẹ cho học đàn và múa để bồi dưỡng khí chất nghệ thuật. Nhưng chỉ đơn giản là bồi dưỡng cho sở thích, chứ chưa từng nghĩ đến ngay cô học diễn xuất sẽ sử dụng đến. Không ngờ cơ duyên đã mở ra hướng rẽ mới cho cô. Thật ra thi vào trường nghệ thuật là một việc ngoài dự tính, vì tôi không xuất thân từ trường nghệ thuật, các sở thích chỉ là nghiệp dư. Thời điểm đó vì có bạn đi thi, bạn ấy động viên tôi cùng thi thử, sau đó đến Bắc Kinh thi vào trường nghệ thuật, không ngờ lại trúng tuyển vào Học viện Hí kịch Trung ương. Sau khi lên đại học, các bạn học đều chạy đôn chạy đáo tìm phim để đóng, còn Lương Khiết lại không hề nôn nóng. Mỗi ngày, cô chăm chỉ đi học đúng giờ, nghiêm túc hoàn thành bài tập thầy cô giáo giao cho. Tuy là người vô tư vô lo, nhưng đối với công việc diễn xuất, cô lại có cái nhìn rất rõ ràng. Tôi cho rằng muốn tiến xa trong sự nghiệp, nền tảng vững chắc là điều vô cùng quan trọng. Trên con đường diễn xuất, tôi cảm thấy ổn so với nhanh càng chắc chắn hơn. Năm 20 tuổi, Lương Khiết đóng bộ phim đầu tay Cơn Lốc 11 Người. Tuy vai diễn không có nhiều đất diễn, nhưng cô làm việc rất nghiêm túc. Vẻ ngoài tươi tắn dễ thương đã giúp cô chiếm tình cảm của giới trẻ. Trong phim Ngọn Lửa Của Tuổi Trẻ, cô là Trần Duyệt Trạch lanh lợi đáng yêu, hoạt bát nghịch ngợm. Trong phim Bạn Trai Của Bạn Gái Tôi, cô hóa thành tiểu công chúa Nana ích kỷ. Trên màn ảnh, Lương Khiết là cô gái nhí nhảnh rất có duyên công chúng. Sau khi thoát vai, cô lại là người nghệ sĩ ứng xử khéo léo. Trên Weibo tràn ngập thông tin về cuộc sống thường nhật của cô. Lương Khiết thích đi du lịch, thích tất cả những gì liên quan đến thiên nhiên. Khi không đóng phim, tôi thích rời khỏi thành phố huyên náo đến nơi có nhịp sống chậm hơn, người dân sống chân chất để thả lỏng bản thân. Lương Khiết cho rằng diễn xuất thường được nghiệm ra từ những khoảnh khắc trong cuộc sống. Nhìn nhiều, nghe nhiều, học nhiều, khi có kinh nghiệm sống phong phú, nhập vai sẽ càng thoải mái hơn. Bị nghi ngờ hủy hôn vì bạn trai bắt cá nhiều tay. Cuối tháng 11 năm 2020, làng giải trí Hoa ngữ xôn xao về tin đồn, mỹ nhân song thế Sủng Phi Lương Khiết đã chia tay bạn trai. Cụ thể, dân mạng phát hiện Lương Khiết đã xóa bài đăng bộ bà giáp cầu hôn cô vào năm 2018. Điều này khiến mọi người không khỏi bàn tán về chuyện có phải cặp đôi này đã chia tay hay không. Sau khi chấp nhận lời cầu hôn của bộ ba giáp cho đến nay, Lương Khiết không có bất kỳ động thái nào. Fan hâm mộ cũng chờ mãi một đám cưới cổ tích nhưng không thành. Tuy nhiên, đối diện với những tin đồn ồn ào suốt mấy ngày qua, cả Lương Khiết và bộ ba giáp đều không lên tiếng. Điều này càng khiến người hâm mộ thêm hoang mang hơn. Trước khi đến với Lương Khiết, bộ ba giáp từng xảy ra bê bối tình cảm với Từ Đông Đông. Thời điểm quen biết Từ Đông Đông, dân mạng còn tung loạt hình bộ ba giáp cũng quỳ xuống tặng hoa, còn trao nụ hôn lên má bạn gái tin đồn. Tuy nhiên sau đó bộ ba giáp lại chối đề đẩy. Trong khi chưa biết thực hư mọi chuyện thế nào thì có rất nhiều netizen lại tỏ ra vui vẻ trước tin tức này. Thậm chí họ còn gọi tên của Hình Chiêu Lâm, nam diễn viên từng 4 lần hợp tác với Lương Khiết trong 3 phần Song Thế Sủng Phi và bộ Em Là Định Mệnh Đời Anh. Có thể thấy sau khi Song Thế Sủng Phi 1 lên sóng vào năm 2017, màn hợp tác vô cùng ăn ý đã giúp Hình Chiêu Lâm, Lương Khiết có thêm được rất nhiều fan couple. Họ cũng không ngại ship hai diễn viên trẻ này. Nhưng vào thời điểm đó, Lương Khiết đang hẹn hò với bộ ba giáp nên có rất nhiều người đành phải bỏ thuyền và không ship nữa. Hiện tại thì không có ít dân mạng đều hy vọng Hình Chiêu Lâm sẽ nắm bắt cơ hội cùng Lương Khiết phim giả tình thật và trở thành một cặp đôi mới trong showbiz. Bạn diễn ăn ý Hình Chiêu Lâm. Song Thế Sủng Phi chính là lần hợp tác đầu tiên giữa cặp đôi chị em Lương Khiết sinh năm 1994 và Hình Chiêu Lâm 1997. Tuy cách biệt 3 tuổi, nhưng Lương Khiết luôn tỏ ra nhí nhảnh, còn Hình Chiêu Lâm thì chững chạc và nam tính. Song Thế Sủng Phi là một bộ web drama xuyên không vô cùng ăn khách của Đặng Đại Gia, Đặng Tấn. Bộ phim lần đầu tiên ra mắt với phần 1 vào năm 2017, khi phát sóng đã vô cùng ăn nên làm ra, nhờ vào nội dung hài hước, lãng mạn và những màn tương tác hợp khẩu vị người xem của cặp đôi chính. Song Thế Sủng Phi được coi là bom tấn xuyên không của điện ảnh Hoa ngữ, với thành công ở hai phần cùng nội dung hấp dẫn và sự thể hiện rất tròn vai của dàn diễn viên trẻ tài năng. Ở phần 1, khúc tiểu đàn xuyên không về Đông Nhạc và đem trọn tình cảm dành cho Bác Vương Gia Mạc Liên Thành, nhưng lại chẳng có được một cái kết đẹp. Đến phần 2, Mạc Liên Thành xuyên không sang thời hiện đại để tìm cô vợ mất tích, rồi cả hai lại cùng nhau xuyên không trở lại Đông Nhạc. Vượt qua những gian nan nguy hiểm, họ đã có một cái kết viên mãn cùng sự ra đời của tiểu bảo bối Doãn Nhi. Chi tiết cuối cùng ở phần 2 khi xuất hiện một thế lực đen tối nhắm vào cậu bé, có lẽ chính là yếu tố mở ra cho những thước phim gây cấn cho phần 3 tới đây.
Thế nhưng, tất cả vẫn chỉ là đồn đoán của cư dân mạng. Nội dung chính xác như thế nào thì có lẽ chúng ta phải chờ đợi sự phản hồi từ phía nhà sản xuất. Song Thế Sủng Phi 2 lập kỷ lục khủng sau khi 12 tập công chiếu. Phim nhận được số điểm 7,7 trên 10 trên Douban và 1 tỷ lượt xem. Với những phản ứng hóa học cực mạnh mà cặp đôi chính tạo ra ở hai phần trước, Hình Diêu Lâm và Lương Khiết đã nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. Hai người lại cùng nhau hợp tác trong Song Thế Sủng Phi 3, viết tiếp câu chuyện về một gia đình hạnh phúc. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ màn comeback này, cũng có vô vàn bình luận bày tỏ sự ngao ngán khi một lần nữa Hình Diêu Lâm và Lương Khiết lại yêu nhau trên màn ảnh nhỏ. Thậm chí, nhiều người còn tỏ ra khó chịu khi ekip sản xuất tiếp tục cho hai diễn viên sánh đôi trong hình tượng cũ mà không chịu làm mới tác phẩm của mình. Mặc dù Lương Khiết và Hình Chiêu Lâm vẫn chưa phải là tên tuổi lớn của showbiz, nhưng nhờ Song Thế Sủng Phi mà họ được nhiều người biết tới hơn. Cặp đôi màn ảnh này còn rất được khán giả yêu thích và đón nhận. Sau khi phim Song Thế Sủng Phi lan tỏa sức nóng, khúc tiểu đàn nhí nhảnh dễ thương nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Tính tình trầm tĩnh cộng thêm khuôn mặt tròn đầy, Lương Khiết đã tái hiện thành công hình ảnh khúc tiểu đàn trong lòng fan hâm mộ. Sự công nhận này khiến Lương Khiết càng tự tin vào sự nghiệp diễn xuất của mình, cũng khiến cô hiểu rõ hơn về công việc diễn xuất. Tôi cảm thấy công việc diễn xuất rất vi diệu, có thể trải nghiệm những cuộc sống khác nhau, sẽ khiến cuộc sống bạn trở nên muôn màu muôn vẻ. Phải quan sát mọi tiểu tiết trong cuộc sống sẽ khiến bản thân học được cách suy ngẫm. Tháng 6 năm 2020, bộ phim Em là định mệnh đời anh do Lương Khiết và Hình Chiêu Lâm đóng chính lên sóng. Sự đáng yêu và gần gũi trong diễn xuất của Lương Khiết và Hình Chiêu Lâm đã giúp bộ phim mang về hơn 1 tỷ lượt xem. Lương Khiết vào vai Trần Gia Hân, cô nàng ngoại hình quê mùa, tính tình rụt rè và hay mơ mộng. Trong khi đó, Hình Chiêu Lâm là tổng tài kiêu ngạo, có tên Vương Tích Dực, thường xuyên bị người yêu cho leo cây đầy thất vọng. Vì một sự cố, cả hai vô tình qua đêm với nhau, để rồi Gia Hân mang thai đứa con của Tích Dực nên anh đành phải kết hôn với cô mà không hề cho người yêu bên nước ngoài biết. Đến khi người yêu của Tích Dực trở về, những mâu thuẫn liên tiếp đã khiến Gia Hân gặp tai nạn bị sảy thai. Thời điểm cô bỏ Tích Dực ra đi cũng là lúc anh nhận thấy đâu mới là tình yêu đích thực của đời mình. Kết đôi cùng Trương Tân Thành trong Một Ngày Biến Thành Em. Phim Một Ngày Biến Thành Em do Trương Tân Thành, Lương Khiết đóng chính đã quay trong âm thầm và chính thức đóng máy hôm 13 tháng 1. Đến ngày 15 tháng 1, một vài hình ảnh hiếm hoi của cặp đôi chính mới được hé lộ. Trong đó, nổi bật là phân cảnh Chu Dập Trương Tân Thành và Dư Thanh Thanh, Lương Khiết biểu hiện khó hiểu sau khi đã hoán đổi thân xác cho nhau. Khoảnh khắc Trương Tân Thành ngồi khép nép tỏ vẻ giận dữ bên cạnh đấng nam nhi Lương Khiết đã khiến dân mạng bật cười. Khán giả đều nhận xét cả hai giống đóng hài kịch hơn là một bộ phim ngôn tình lãng mạn. Nhiều người còn liên tưởng tới Bom Tấn Xứ Hàn, Secret Garden, Khu Vườn Bí Mật cũng có phân cảnh cặp đôi chính hoán đổi thân xác. Rõ ràng, Trương Tân Thành và Lương Khiết chưa đủ tuổi để cân vai diễn đổi giới tính như cặp đôi Hyun Bin Ha Ji Won. Bộ phim Một Ngày Biến Thành Em là câu chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng không kém phần hài hước, đáng yêu của cặp đôi chính. Chu Dập là tổng tài ngoài lạnh trong ấm, Dư Thanh Thanh là cô phóng viên lạc quan hướng ngoại, rất giỏi quan sát, phân tích, tâm tư tỉ mỉ. Họ có cùng sinh nhật và vô tình hoán đổi thân xác cho nhau. Cùng kể từ đó, vô vàn tình huống hài hước xảy ra khiến cặp đôi dần dần nảy sinh tình cảm. Đối với con đường diễn xuất trong tương lai, Lương Khiết cho biết có phương hướng và mục tiêu rất rõ ràng. Cô vẫn luôn âm thầm cố gắng vì sự nghiệp diễn xuất mà mình yêu thích, không ngừng thử thách khả năng của bản thân.